Chào các anh em, mình là Tùng Trội. Hôm nay mình sẽ làm clip một review một cây nó cũng khá là hay ho. Thực ra cái clip này mình cũng không định làm đâu, tại vì mình là chết mẹ đây. Nhưng cái cây này nó khá là hấp dẫn, mình thấy nó hay hay nên là mình cũng cố gắng làm cái clip sơ sơ cho anh em thôi nhé. Nên là đừng ông nào chê rồi cái clip của nó sơ sài, vì mình cũng không muốn làm chuyên sâu này lắm, bởi vì cây này mình sẽ chủ yếu tập trung vào phần ngoại hình của nó rất là hay. Như anh em đã thấy, đây là dòng sản phẩm của Emerald Wood. Nó là một cái phân hiệu con của hãng Wii, chuyên làm những cái sản phẩm Airsoft dạng custom, thiết kế riêng lại đấy, dành cho những anh em nào thích cái sự độc đáo, không đụng hàng, cũng như là tìm kiếm một cái sự mới lạ trong những cái line up sản phẩm quá phổ thông bây giờ rồi. Thì đây là một con sản phẩm, nó có tên mã là VX0200, VX200 đi. Mình sẽ mở hộp luôn cho anh em thấy như thông thường thôi. Trong box nó sẽ có một cái bạ quyển manual riêng của hãng, ghi các thông số kỹ thuật rồi này nọ, hướng dẫn sử dụng. Và đây, sản phẩm chúng ta đây. Con này sẽ giúp anh em hiểu tại sao mình phải làm cái clip review này, vì nó theo cá nhân mình ấy, nó rất là đẹp và độc đáo. Đây rồi, sản phẩm của chúng ta đây. Wow. Wow, anh em có thể nhìn thấy này, một cái sự bóng loáng, lấp lánh. Đấy, từ cái ánh nhìn đầu tiên mình đã thấy nó thích mê tơi con này rồi. Chưa cần biết nội dung như nào, nhưng mà về cái thiết kế, wow, quá độc đáo. Mình nhìn con em này đó, mình liên tưởng đến các chú ong anh em ạ, các chú ong với cái thiết kế tổ ong như này, thì mình liên tưởng ngay đến các chú ong rất là ngầu và có nọc và bắn khá là đau, theo như mình nghĩ đấy, bắn đau nhong chích cái kiểu như thế. Và đây, nếu mà anh em nào rành rẽ một chút, nhìn cái phần selector là anh em sẽ đoán được ngay cái mẫu custom này nó dựa trên nguyên bản là cây Glock 18C, bởi vì nó sẽ có hai chế độ bắn semi, bắn auto. Và anh em nhìn thế này, cái phần gạt selector, ủa đẹp quá, làm kiểu này đẹp vãi. Anh em có tưởng tượng nhìn như là cái chân khớp của các con ong ấy, rất là đẹp. Và cái cảm giác mình cầm tay rất là sướng, không bị trơn trượt quá như cái zin. Rồi, ngay tiếp theo đó là anh em đến cái phần grip đây, cái đế grip đây. Nó vẫn theo cái thiết kế chủ đạo của con này, đó là thiết kế dạng hình lục giác đối xứng, thì như dạng tổ ong ấy. Đấy. Thì anh em nhìn thấy này, đây cái chỗ tay cầm này. Ngoài cái việc mà làm cái stip để chống trượt ra, chống mồ hôi ra, thì họ có làm thêm những cái dạng hình tổ ong như này, và đặc biệt hơn là đục lỗ ở trên thân grip tổ ong luôn, vừa giúp cho mình tạo một cái phong cách thiết kế rất là đẹp, hai đó là vừa giúp cho anh em có thể show được cái mác ở bên trong đây, và rất là hay luôn là cái mác đi kèm nó màu bạc khi mình lắp nó vào. Anh em nhìn đây, wow, vãi cả lồng, ghê luôn. Tôi rất thích cái thiết kế này. Một phần nó cũng giúp nó đục lỗ này, nó giúp cho cái mác nó thoát nhiệt nhanh hơn, tránh tình trạng cooldown trong quá trình sử dụng, rất là tiện lợi. Cũng hay, mình thích cái thiết kế này, và nó cũng giúp phần làm giảm trọng lượng của cái thân súng một chút nhé. Và anh em nhìn này, nhiều anh em có thể nó sẽ dự đoán là nó đục lỗ này ông ạ, thì có khi nó làm yếu khẩu súng, làm nó mỏng đi, nó kém đi. Nhưng anh em ơi, nhìn kỹ đi, cái phần grip này nó dày vãi cút, nó dày đó. Đây anh em, kể cả có đục lỗ là thêm nữa thì vẫn thế thôi, nó vẫn cứ chắc chắn đủ cho anh sử dụng, và con quật thoải mái vẫn như truyền thống của cái frame của Wii thôi, khá là chắc chắn nha. Cái phần vỏ của Wii ấy, trước giờ nó khá là chắc chắn rồi, rất ít trường hợp anh em chơi mà quăng quật rồi nó hỏng, nó vỡ ra được. Mình có trước cũng chơi mấy cây Glock rồi, quăng quật bét nhè tè lè ra cũng chưa có hỏng hóc gì, chưa có vỡ viết gì luôn đó. Rồi, trên thân súng thì như anh em có quan sát đấy, ngoài những cái tông nó làm nó dạng hai tông màu trắng đen, thì có điểm xuyết những cái phần màu vàng. Mình tưởng tượng ngay ra con hình tượng con ong thôi,
trắng đen rồi thêm vàng. Thực ra con ong nó nhiều vàng hơn, nhưng con ong này có vẻ hơi ít vàng một chút, nhưng nó vẫn làm cái điểm nhấn khá hay ở trên thân súng, cảm giác nó sang trọng hẳn đi. Anh em nhìn này, cảm giác nó sang trọng hẳn đi, thích quá. Mình cái slide này họ làm như kiểu nhôm phay xước, anh em nhìn gần để thấy cầm trông nó rất là sang, rất là cảm giác nó hàng cao cấp luôn, mặc dù đây nó cũng chỉ là một mẫu sản phẩm quá bình dân của hãng thôi, không có gì là đắt tiền cả. Nhưng anh em nhìn này, cái cách hoàn thiện, cách finish sản phẩm ấy, nó cực kỳ là trau chuốt đấy. Phay xước nó đẹp mượt như này mà, khác gì là sản phẩm đắt tiền cao cấp của hãng khác đâu. Wow, quá đẹp. Rồi tiếp theo nha, trên cái thân grip này ấy, thông thường các cây Glock anh em sẽ có một cái điểm tì thumb rest, gọi là cái điểm tì tay ngón cái để tì đấy được. Nhưng con này nó không có luôn. Hai cái nữa là nó làm khuyết ở đây. Thì nói chung cái này nó tùy thuộc khẩu phụ vị của anh em thôi. Ông thì thích có cái thumb rest này, ông thì không. Nhưng cái này nó làm như vậy để giúp anh em mình thao tác cái nút nhả băng đạn này nó nhanh, nó tốt hơn, nó đỡ bị ấn nhầm, ấn tượt, ấn vấp. Cầm Glock tôi hay bị ấn tượt, ấn ấn nhầm vào cái nút nhả đạn này lắm. Hay kiểu như là mình nhiều lúc mình cầm mình cứ hay ngứa tay như này, mình ấn mẽ vào. Thì đây với cái nút này thì mình sẽ hạn chế tình trạng hơn. Rồi ok. Tiếp tục đến cái phần ở sau cái slide này thì tôi cũng không không nhớ tên nó lắm, nhưng nó là cái chỗ mà rất nhiều anh em độ logo các kiểu hãng vào. Thì ở đây đây anh em có thể nhìn thấy ngay này, nó đã độ hãng, nó đã độ sẵn cái logo hình con ong này rồi, rất là tuyệt vời, đúng ý tôi luôn. Đây là sản phẩm mang cái cảm hứng thiết kế từ tổ ong và các con ong đó. Rồi tiếp theo nha, tôi sẽ nói tiếp cái slide. Tôi thích cái slide này cực kỳ luôn. Đây, ngoài cái finish rất là đẹp thì các cái thiết kế dạng tổ ong này nó làm tuyệt vời luôn. Và đây slide, một cái slide theo tôi đẹp, nó có slide cắt, nghĩa là các cái phần khoét ở trên slide ở súng thật thì nó giúp tác dụng là nó giải nhiệt, nhưng ở trên cái airsoft thì nó chỉ có tác dụng làm đẹp thôi. Nhưng làm đẹp như này thì đẹp quá anh em ạ, đẹp quá luôn. Đây anh em có thể nhìn thế này, đấy các cái chi tiết cắt đây nó quá đẹp và ok, rất là hài hòa. Không hiểu sao hãng có thể nghĩ được cái thiết kế này, tôi thấy đẹp quá. Wow. Các con Glock nó ở trước mấy con Glock ấy nó sẽ có những cái phiên bản khoét lỗ chích khí như này, nhưng nó không thể đẹp như này được, không thể nào đẹp được. Những bản nguyên bản thì nó không thể được này, quá đẹp. Đây cái những cái họa tiết tổ ong đây, ngoài tác dụng trang trí làm đẹp thì nó có giúp mình tăng độ bám tay khi mình kéo slide như này đó. Và ở trên này nó sẽ giúp anh em mình, đây anh em này, nó là thiết kế vẩy ngược như này, giúp anh em tăng cái độ bám khi mà kéo slide này nó không bị trượt tay. Ở đây cũng thế. Đó, hay quá. Cực kỳ hay, vừa tác dụng trang trí lại vừa có tác dụng thực tiễn trong sử dụng luôn, tuyệt vời. Một điểm cộng rất lớn đến từ hãng. Ở đây, hãng không quên khắc cái logo của mình vào. AW Custom. Ok, rồi tôi biết là súng các ông rồi. Ok. Đây nữa luôn nè. Đó, training weapon rồi đấy, súng để huấn luyện là cũng được, cái này nếu để huấn luyện thì cũng được. Mình không đánh giá thấp mà cũng không đánh giá cao những sản phẩm của Wii và hãng Amolet Wood, nó ở mức trung bình, nó ở cái mức trung bình, nó ở cái mức hiệu năng tốt trên giá thành sản phẩm. Anh em cần một cây súng giá thành nó vừa phải, có độ ổn định vừa phải, thiết kế đẹp vừa phải, và nói chung là ở cái mức mà ổn, tầm tiền đấy chơi bời, mua về chơi bời quăng quật thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều, thì có lẽ ở Wii và các cái phân nhánh khúc con của nó sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của anh em nhé. Thêm điểm cộng nữa của cây này anh em có thể nhìn thấy ngay, đó là outer của nó có gen đó để giúp anh em có thể gắn được phụ kiện. Một số cây, rất nhiều cây không có, nhưng một số cây luôn thì nếu mà không có thì anh em rất khó gắn những phụ kiện, ví dụ silencer, chaser các kiểu, rất tuyệt vời. Hiện tại bây giờ anh em chơi cây ngắn này, anh em lắp chaser rất nhiều, cho nên nếu cây nào không có thì thật sự đó là điểm đáng tiếc, và anh em phải nâng cấp thêm kha khá tiền để có cái outer có gen này đấy. Nên là những cây mẫu nào mà có sẵn này thì mình sẽ cho là một điểm cộng rất lớn đối với anh em. Rồi tiếp đến là cái bộ size của nó tuyệt vời luôn, đó là một điểm cộng mà mình cũng nên mình cũng nên nhắc tới để anh em cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm. Bộ size này có khả năng phát sáng trong tối, trong điều kiện thiếu sáng, giúp anh em có thể ngắm dễ dàng hơn. Và ngoài ra
Nó là có hai size, size Chirium này, đó là cái màu cam này, và cái size dạ quang màu xanh này, tuyệt vời, làm rất là vừa tầm mắt, anh em có thể nhìn thế này, rất là dễ ngắm và nhìn quan sát đó. Đó, anh em nhìn chưa, tuyệt vời luôn, cực kỳ dễ dàng quan sát, và anh em phải nhớ nó phát sáng trong môi trường thiếu sáng, giúp anh em mình nhìn tốt hơn và quan sát tốt hơn. Đó là những điều mà mình nhắc đến đối với cây Amaranth Wood VX200 này. Còn về ruột gan thì sao? Mình sẽ mở sơ sơ ruột gan cho anh em xem. Ruột gan thì đây, như tất cả các dòng Amaranth Wood thôi, nó dùng một cái chuẩn của Wii. Mình cũng có thể thay một số đồ của Tomarui vào được nhé anh em nhé, thoải mái thôi. Inner chamber, cái phần nozzle này thì mình không nhớ chính xác lắm, hình như là có hỗ trợ dùng chung của hệ Mazui được đấy, ok. Nhưng rất đáng tiếc là con này vẫn ở bản thế hệ cũ, cho nên là chamber, nó là chamber, anh em nhìn này, cái nozzle này, nozzle vuông. Hiện tại hãng Amaranth Wood nó có một cái dòng mới, đó là dòng VX 7, đầu 7 anh em nhé. Họ thiết kế lại phần nozzle này, và cái phần đầu nozzle của Mark nó giúp ECU tốt hơn, ổn định hơn, và tăng cái độ chính xác của súng khi hoạt động. Thì cái mẫu đấy mình đã có clip review trước đấy rồi, anh em nào cần tham khảo thì có thể xem trên kênh của mình và tìm lại cái bài review những cây VX 7 series ấy, 71 bao nhiêu, 73 bao nhiêu đó. Đó mình cũng có làm clip rồi. Thì đây con này nó cũng thiết kế như tiêu chuẩn các con Glock bình thường thôi. Anh em đã quen thuộc với Glock thì mình sẽ không cần phải nói qua nữa. Đây là cái chỗ chỉnh hop up lên xuống nha anh em nha. Thế thôi. Đó. Bởi vì mục đích của mình khi làm clip này ấy, là mình cũng chỉ muốn review về cái ngoại hình tuyệt vời của nó thôi. Chứ còn về ruột gan thì thực ra nó như bất kỳ các cây Wii hoặc những cây Amaranth Wood nào khác, nó hoàn toàn giống nhau hết về ruột gan. Đó. Sẽ cho anh em xem lại một chút về cái thiết kế. Wow, tuyệt vời vãi cứt. Những cái cây súng của hãng Amaranth Wood này nó không cây nào giống cây nào cả, rất là đa dạng và phong phú về mẫu mã kiểu dáng anh em ạ. Mình thật sự khâm phục cái sức sáng tạo của hãng ấy. Cũng trên một cái mẫu nguyên bản là Glock 17, Glock 19, Glock 18C cũng như là M92, M911 thôi, nhưng họ đẻ ra 1.000, 1.000.000 các thể loại cứ tầm khác nhau, đẹp vãi ra. Anh em có thể lên trang chủ của hãng Kia Airsoft để mà mình tham khảo các cái mẫu hàng chính hãng của Wii cũng như là của các phân khúc con như là Amaranth Wood, MZ, Cybergun và một số cái mà hãng OEM nhé. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Cái clip này nó chỉ ngắn vậy thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu mà thấy thông tin bổ ích, hay và có hấp dẫn, mời anh em comment cũng như là subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi.